Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp nối chương trình sau đây thì một ca khúc sôi động trong nhà xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị nhạc phẩm với tựa đề Vì Yêu Ai Vì Yêu Em. Và với ca khúc này xin được mời tất cả các nhóm câu lạc bộ các nhóm nhảy chúng ta